Hà Tĩnh khởi tố Dũng, Ba Sẹo và đàn em trong đường dây cho vay nặng lãi. Đây là các đối tượng nằm trong đường dây cho vay nặng lãi đòi nợ khét tiếng tại thành phố Hà Tĩnh. Trong đó, Dũng, Ba Sẹo được xác định là đối tượng cầm đầu. Các đối tượng bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản bao gồm Nguyễn Văn Dũng, hay còn gọi là Dũng, Ba Sẹo, sinh năm 1971, trú tại tổ 6, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh; Nguyễn Chí Thành, biệt danh Thành Lơ, sinh năm 1978, trú tại tổ 1, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh; Nguyễn Hoài Nam, tức Năm Còi, sinh năm 1989, trú tại tổ 7, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh. Đây là các đối tượng nằm trong đường dây cho vay nặng lãi đòi nợ khét tiếng tại thành phố Hà Tĩnh. Trong đó, Dũng, Ba Sẹo được xác định là đối tượng cầm đầu. Trước đó, ngày 8 tháng 11, công an thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng nói trên, thu giữ được 26,9 triệu đồng, một cây dao tự chế, một khẩu súng bắn đạn cao su và một số sổ sách tài liệu có liên quan. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận tiến hành cho vay theo hình thức cắt lãi trước, có giới hạn về số tiền cho vay nhằm tránh sự truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp người vay trả không đúng hạn, không có khả năng trả nợ, Dũng cùng đàn em tìm đến gây áp lực bằng cách uy hiếp, đe dọa. Do tâm lý sợ bị trả thù, nhiều người cho vay đã cam chịu mà không dám tố cáo với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho công tác điều tra làm rõ. Dũng, Ba Sẹo từ lâu được biết đến là đối tượng xã hội cộng cán có 7 tiền án tiền sự về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản. Nguyễn Chí Thành, đàn em của Dũng, có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.